Đối với nhân vật Phương Định trong những ngôi sao xa xôi thì các điều đầu tiên trước khi mà các bạn phân tích nhân vật này, các bạn sẽ cần phải chú ý điều gì cho chị ạ? Đó là chúng ta sẽ có hai cái điều chính ở cái nhân vật này. Nó thuộc về gì ạ? Phẩm chất. Đúng không nào? Nó thuộc về phẩm chất con người mà người ta sẽ hay hỏi nhất đối với các bạn. Bao gồm là gì? Bao gồm phẩm chất anh hùng. Bao gồm phẩm chất anh hùng và phẩm chất thiếu nữ lãng mạn. Đâu, trước khi mà chúng ta phân tích, chúng ta sẽ cần phải có một cái cách nhìn nó khách quan nhất đã, nó tổng quan nhất về một cái nhân vật đã, đúng không ạ? Thế thì đối với Phân Định, chúng ta sẽ thấy rằng là bên cạnh phẩm chất anh hùng thì cô ấy còn có một cái phẩm chất lãng mạn thiếu nữ nữa. Tức là cái nhân vật này được nhà văn Lê Minh Khuê miêu tả trên hai cái trạng thái đối lập. Một là gì ạ? Anh hùng. Và thứ hai là một cái người thiếu nữ. Hai cái trạng thái này nó đối lập nhau, tuy nhiên nó cùng tồn tại trong một nhân vật, cùng tồn tại trong một chỉnh thể. Và dường như là gì ạ? Nó không loại trừ nhau, nó không cạnh tranh nhau đâu. Mà làm sao ạ? Hai cái yếu tố này nó bổ sung cho nhau. Nó bổ sung cho nhau và từ đó thì làm sao ạ? Nó làm sáng lên và làm đẹp lên cái hình tượng của người nữ chiến sĩ thanh niên xung phong, đúng không nào? Đẹp lên cái hình tượng của người nữ chiến sĩ thanh niên xung phong. Của người nữ chiến sĩ thanh niên xung phong, đúng không? Thế thì các bạn có thể thấy rằng là trong hai cái phẩm chất này, phẩm chất anh hùng và phẩm chất thiếu nữ, thì đối với bản thân các bạn, các em cảm thấy rằng là cái phẩm chất nào sẽ khó phân tích hơn? Đối với riêng bản thân các em khi phân tích về cái phẩm chất con người của nhân vật Phương Định, thì đâu là cái phẩm chất? Ừ, chị sẽ like đến khoảng 6:20, 6:30 các bạn nhé. Đấy, đến khoảng 6:30 ạ. Bởi vì chị nghĩ rằng là cái khoảng thời gian một chút trước khi các bạn đi học, các bạn sẽ ôn tập lại được rất là nhiều. Còn nếu như mà like nhiều thì vào buổi sáng chúng ta cũng không thể xem được, đúng không ạ? Chị sẽ like đến khi mà các bạn đi học nhá. Thắng Đỗ thì cảm thấy cái phẩm chất thiếu nữ khó hơn này, cái phẩm chất lãng mạn khó hơn. Tại sao lại như thế nhỉ? Đã có hai bạn lựa chọn phẩm chất thiếu nữ rồi, ba bạn rồi, những bạn khác thì sao ạ? Đưa ý kiến giúp chị được không? Có bạn nào cảm thấy phẩm chất anh hùng khó hơn không? Thạch Hương cũng cảm thấy thiếu nữ khó hơn. Những bạn khác thì sao nào? Có bạn nào cảm thấy anh hùng khó hơn không? Có bạn nào không ạ? Thiếu nữ này. Đấy. Các chị sẽ cố gắng có những cái buổi live hàng ngày. Tuy nhiên thì cũng chưa có lịch live cố định được. Thế cho nên là các bạn cứ theo dõi vào cái khung giờ buổi sáng trong chiến dịch dậy sớm của các chị nhá, vào khoảng 5:30. Rồi, thế thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phẩm chất lãng mạn thiếu nữ của một người chiến sĩ, đúng không ạ? Các bạn hãy nhìn lên đây. Đối với Phương Định, trước khi mà các bạn đi phân tích bất cứ một cái nội dung nào thì các bạn cũng đều phải làm sao ạ? Các bạn cũng đều phải giới thiệu được đã. Một cái dàn ý cơ bản là các bạn phải giới thiệu được nhân vật. Giới thiệu cái gì? Chúng ta phải giới thiệu gì ạ? Tên, tuổi, nghề nghiệp. Cô gái này tên là Phương Định, đúng không ạ? Một cái tên chứa đựng những cái sự kiên trung nhưng cũng rất mềm mại của một thiếu nữ. Và cô năm nay
chỉ mới làm sao 16, 17 tuổi, một cái độ tuổi đầy mơ mộng, một cái độ tuổi thiếu nữ, một cái độ tuổi mà làm sao ạ, con người ta đang bước vào cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng nhắc đến nghề của cô thì ai cũng phải kinh ngạc. Cô là gì ạ? Một nữ thanh niên xung phong chuyên làm nhiệm vụ phá bom. Đấy, chuyên làm nhiệm vụ gì ạ? Dò đường trinh sát và nếu cần thì phá bom ở trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Đây là những cái ý mang tính chất khái quát nhân vật mà chúng ta sẽ cần phải phân tích khi nói về nhân vật Phương Định, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nói về cái xuất thân. Cái xuất thân của nhân vật này. Chị đố các bạn nhé, Phương Định xuất thân ở đâu ạ? Phương Định đến từ đâu? Có phải đến từ tuyến đường Trường Sơn không? Hay có phải đến từ một vùng quê nào đó không? Mà Phương Định nổi bật ở trong cái tác phẩm này bởi vì cô ấy xuất thân từ vùng đất nào ạ? Comment giúp chị nào. Phương Định xuất thân từ vùng đất nào? Rồi, đến từ mảnh đất Hà Nội, đúng rồi, rất tốt ạ. Cái nơi mà Phương Định sinh ra, mà Phương Định lớn lên, đó là vùng đất Hà Nội. Đó là một cái cô gái Hà Thành, đúng không ạ? Xinh đẹp, mang đầy hoài bão của tuổi trẻ. Và khi các bạn giới thiệu nhân vật này, các bạn có thể xoáy vào cái hình ảnh đó là Hà Nội, đúng không? Và các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với gì ạ? Với tác phẩm Tây Tiến của nhà văn Quang Dũng. Có thể các bạn chưa học tác phẩm này, tuy nhiên thì chúng ta có thể đọc thêm để có thể liên hệ các bạn nhé. Họ đều là những cái người trẻ, họ đều là những cái cô thanh niên rồi là cậu thanh niên mang đầy hoài bão của tuổi trẻ của vùng đất Hà Nội. Và họ đã ra đi nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, tiếng gọi của con tim mình, đúng không? Tìm câu trả lời cho trách nhiệm của những người trẻ trong một cái thế hệ gì ạ? Trong một cái thế hệ mà sản sinh ra những bậc anh hùng. Đấy. Đúng không ạ? Sau khi chúng ta đã khái quát về tên tuổi, nghề nghiệp, khái quát về cái xuất thân rồi, thì sau đấy chúng ta sẽ khái quát về điều gì nữa? Chúng ta có thể khái quát về gì ạ? Nếu như chúng ta đã miêu tả, chúng ta phân tích về phẩm chất lãng mạn, thì chúng ta sẽ cần phải khái quát về phẩm chất anh hùng, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ cần phải khái quát về phẩm chất anh hùng. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng nó chỉ nằm ở cái mức độ khái quát và nhắc lại thôi, không nằm ở mức độ phân tích, đúng không ạ? Không phân tích. Đấy, nhớ nhá. Thế cho nên khi nói về phẩm chất anh hùng thì chúng ta chỉ nói qua thôi. Qua những diễn biến căng thẳng của một lần phá bom, qua những gì ạ? Qua những cái hành động này, qua những cái tâm lý này, những cái suy nghĩ, lời nói mang đậm dáng vóc của một người anh hùng, thì Phương Định nổi bật trong tác phẩm, hay Phương Định được nhà văn Lê Minh Khuê khắc họa với vẻ đẹp của những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, kiên cường nhưng cũng đầy những kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng bên cạnh đó, chúng ta sẽ đi vào phân tích một người thiếu nữ có một tâm hồn mơ mộng. Người thiếu nữ với tâm hồn mơ mộng. Đúng không ạ? Người thiếu nữ với tâm hồn mơ mộng. Trước hết chúng ta sẽ phân tích ở những ý nào? Trước hết các bạn sẽ cần phải gạch ý ra, đúng không ạ? Mơ mộng ở đâu? Mơ mộng ở cái việc chăm chút ngoại hình. Đó, các bạn ơi, các bạn thử nêu cho chị một số những cái ý mà nhà văn Lê Minh Khuê đã dùng ngòi bút của mình để miêu tả cái việc là Phương Định chăm chút ngoại hình xem nào. Kiểm tra một chút về kiến thức nền của các bạn xem là nắm tới đâu rồi ạ. Cô gái Phương Định này chăm chút ngoại hình ở đâu? Quan tâm đến ngoại hình như thế nào? Qua những cái chi tiết nào ạ? Các bạn thử comment để chị biết nào.
Chị dành cho chúng ta khoảng 1 phút để chúng ta có thể nhớ lại cũng như là ghi lại những cái yếu tố, ghi lại những cái từ ngữ, hình ảnh mà nhà văn Lê Minh Khuê đã sử dụng, đúng không ạ? Khi mà miêu tả về cái việc là cô ấy rất chăm chút ngoại hình. À, chị thấy Thắng Đỗ nói là cô soi gương này. Soi gương như thế nào chúng ta phải nêu kỹ ra chứ, đúng không ạ? Thường ngắm mình trong gương, rồi rất tốt. Thứ nhất đó là cô ấy rất hay ngắm mình trong gương. Rất hay ngắm mình trong gương. Gì nữa ạ? Các bạn thử comment giúp chị nào. Ngắm mình trong gương, đúng không ạ? Và thậm chí là cô ấy rất thích làm điệu nữa. Đấy, cô ấy rất thích làm điệu nữa. Thích làm điệu, làm đỏm dáng đấy. Mặc dù là cái cô gái này đang ở giữa một cái chiến trường khốc liệt, đúng không ạ? Mặc dù là cái cô gái này đang ở giữa những cái chiến tranh, những cái bom đạn. Thế nhưng Phương Định không phải là một người xuề xòa, đúng không ạ? Phương Định không phải là một cái người mà thế nào cũng được. Hay là cô ấy không ý thức được rằng là cái vẻ đẹp của mình ở đâu, cái vẻ đẹp của mình như thế nào. Mà cô ấy ý thức được cái vẻ đẹp của mình. Cô ấy ý thức được cái vẻ đẹp của mình, đúng không ạ? Ví dụ như là cái cô gái này, cô ấy rất tự hào về cái cổ cao kiêu hãnh như cái đoài hoa loa kèn. Tự hào về cổ cao này, tự hào về dáng vóc này, tự hào về đôi mắt có cái nhìn xa xăm này. Cô ấy tự hào về mọi thứ của mình mà. Đấy, ngắm đôi mắt màu nâu, dài, thích hát, bịa lời hát rồi, cảm ơn các bạn. Gì nữa ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài cái việc cô ấy chăm chút ngoại hình, cô ấy còn biết được rằng người khác làm sao. Hay nói rõ hơn, nói cụ thể hơn, đó là những anh chiến sĩ công thông tin ạ. Những anh chiến sĩ thông tin liên lạc thì làm sao ạ? Những anh chiến sĩ thông tin liên lạc thì như thế nào đối với cái cô gái này? Đó, những anh chiến sĩ thông tin liên lạc thì làm sao ạ? Hương Lan thì nói là cô ấy biết rằng những anh này thích mình. À, những bạn khác thì sao nào? Chúng ta có cho rằng là những anh, cô Phương Định này, cô ấy rất là biết là những anh chiến sĩ thông tin liên lạc này thích mình không nào? Hay viết những bức thư dài cho cô, đang theo dõi mình từ xa, đúng rồi, thích mình này, theo dõi mình này. Hay hỏi thăm hoặc gửi thư, đúng rồi ạ, hỏi thăm này, gửi thư này. Những cái hành động mà chúng ta sẽ thấy rằng là thể hiện tất cả những cái yếu tố này, các bạn có thể thấy chị nêu ra rất là nhiều ở đây. Nó đều để làm nổi bật cho một ý kiến là gì? Đó là cái cô Phương Định này, cô ấy tự ý thức được cái vẻ đẹp của mình. Tự ý thức được vẻ đẹp của mình. Đấy, cái cô này cô ấy tự ý thức được vẻ đẹp của mình và biết được người khác để ý đến mình. Và biết được người khác cũng rất để ý đến mình, đúng không nào? Các bạn có thể thấy rằng là cái biểu hiện đầu tiên này nó không chỉ nói về cái việc là cái cô Phương Định này cô ấy có một tâm hồn mơ mộng, có một cái gọi là đặc trưng của thiếu nữ đâu, đúng không ạ? Những cái bạn, ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta khoảng 14, 15 tuổi,
đấy, cũng tầm tầm tuổi với cái cô Phương Định ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tuổi 16, 17 là cái tuổi mà người ta nhiều mơ mộng nhất, cái tuổi mà người ta có nhiều những sự để ý nhất trong cuộc đời. Thế cho nên cái cô Phương Định ở đây không chỉ thể hiện được cái việc là cô ấy rất ý thức về vẻ đẹp của mình, mà còn thể hiện một cô gái làm sao? Tự tin, một cô gái yêu bản thân. Yêu bản thân và tự hào với bản thân mình, đúng không ạ? Yêu bản thân và tự hào về bản thân mình. Một cái vẻ đẹp hết sức là hồn nhiên, hết sức là đáng yêu. Đấy, chúng ta có thể khái quát được, đây là một cái vẻ đẹp hết sức hồn nhiên, đúng không ạ? Đáng yêu. Đó, các bạn thấy chưa nào? Nhá, đấy là cái vẻ đẹp đầu tiên của cái cô Phương Định này. Thì các bạn sẽ comment giúp chị xem, vậy thì cái vẻ đẹp thứ hai của cô Phương Định này là gì? Cái vẻ đẹp thứ hai cho cái tâm hồn mơ mộng của cô Phương Định này là gì? Đó là việc cô ấy thích cái gì? Đấy, cô ấy hòa mình vào cái gì? Cái việc, cái dẫn chứng thứ hai chứng minh rằng cô ấy có một tâm hồn mơ mộng đó là gì ạ? Các bạn comment giúp chị nào. Cái dẫn chứng số 2 rất nổi bật trong cái tác phẩm này được thể hiện ở đâu? Được thể hiện trong hoàn cảnh nào? À, phần chăm chút ngoại hình đi, chị sẽ quay lại một chút nhá. Đây ạ. Đây sẽ là phần chăm chút ngoại hình. Thứ hai là thích hát à? Thật ra thì cái thích hát, bịa lời bài hát thì chị cũng đã nói rồi đấy. Nói ở trong cái phần chăm chút ngoại hình cũng như là tự hào về bản thân mình rồi đấy ạ. Đó, chị xíu lại một chút xíu về cái phần chăm chút ngoại hình để các bạn có thể theo dõi nhá. Đây, sau đó các bạn suy nghĩ và comment giúp chị xem là cái vẻ đẹp tâm hồn lãng mạn còn được thể hiện trong hoàn cảnh nào nữa của cô Phương Định. Và có thể đây cũng là một cái phần mà các bạn hay mắc phải, các bạn hay quên, đúng không ạ? Trong cái tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi này. Thế cho nên là chị thấy là đang ít bạn comment ở phần này đây. Đó, cái vẻ đẹp thứ hai, cái dẫn chứng thứ hai thể hiện rằng đó là một cô gái có tâm hồn mơ mộng là gì nào? Rồi, chị đã thấy Hoàng Tú có cho chị một cái dẫn chứng khá là hay. Đó là cái cô này, cô ấy thích ngắm mưa đá. Thật ra thì cô ấy thích ngắm những cơn mưa, đúng không ạ? Cô ấy thích ngắm những cơn mưa. Thích ngắm mưa, ngắm sao, đúng không? Không phải thích ngắm mưa đá đâu, không ai thích ngắm mưa đá đâu các bạn ạ. Lưu ý cho chị nhé, đó là khi mà chúng ta đưa ra những cái từ ngữ nó phải chính xác, đúng không ạ? Ví dụ như mưa đá, các bạn sẽ thấy rằng là mưa đá nó là những một cái hiện tượng thiên nhiên mà nó khá là nguy hiểm, đúng không ạ? Và nó gây ảnh hưởng khá là lớn đối với cuộc sống của con người. Vậy thì cái cô này không phải cô ấy thích mưa đá đâu, mà là cô ấy thích ngắm mưa, cô ấy thích ngắm sao và thả hồn vào những điều hồn nhiên đấy. Và đặc biệt có một cái dẫn chứng nổi bật là gì ạ? Cô ấy vui thích cuống cuồng như một đứa trẻ. Vui thích cuống cuồng như một đứa trẻ. Vui thích cuống cuồng như một đứa trẻ. Khi mà làm sao ạ? Khi bất chợt bắt gặp một cơn mưa đá. Khi bất chợt bắt gặp một cơn mưa đá, đúng không nào? Các bạn sẽ thấy rằng là cái dẫn chứng này các bạn nên lưu tâm để chúng ta phân tích.
Các bạn nên phân tích điều gì ạ? Cô ấy ngạc nhiên ra sao? Cô ấy vui mừng như thế nào? Ngạc nhiên này. Đấy. Vui mừng này. Và đặc biệt là chú ý cái từ ngữ ở đây. Đó là từ cuống cuồng. Cuống cuồng là từ ghép, không phải từ lấy đâu các bạn nhá. Từ cuống cuồng. Đó, nó thể hiện gì ạ? Nó thể hiện rằng cái cô gái này vẫn có một cái tâm hồn rất là hồn nhiên, ngây thơ. Và thậm chí là làm sao? Tinh nghịch. Và thậm chí là rất tinh nghịch, đúng không ạ? Đó, cái cô gái này thì mặc dù là một cái nhân vật mang phẩm chất anh hùng, nhưng cái vẻ đẹp lãng mạn của cô ấy thì đều thể hiện rằng cô ấy rất đúng với lứa tuổi. Đó, một cái người con gái mà rất hồn nhiên, rất tinh nghịch. Một cái người con gái mà chỉ vì một cơn mưa đá bất chợt giữa rừng thôi, cô ấy có thể ngạc nhiên, vui mừng, cô ấy có thể yêu thích cuống cuồng đến như thế nào. Đúng không ạ? Đấy, hay là cái biểu hiện thứ hai nữa, đó là gì ạ? Cô ấy nhớ về gia đình, nhớ về những ngày tháng của Hà Nội. Nhớ về những ngày tháng ở Hà Nội. Nhớ về những ngày tháng còn ở Hà Nội. Chúng ta sẽ thấy rằng là một cái cô gái Hà Thành ra đi, đúng không ạ? Nghe theo tiếng gọi của đất nước, nghe theo tiếng gọi gì ạ? Nghe theo tiếng gọi của quê hương, nghe theo tiếng gọi của cuộc kháng chiến. Và cái cuộc kháng chiến ác liệt ấy, khi mà kể cả là những cái con người mới chỉ 16, 17, 18 tuổi cũng sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, hiến dâng cả cái sức lực của mình. Các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ như là cái cô Phương Định này, hay ví dụ như là những cái người lính lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, hay thậm chí là những cái anh thanh niên ở trong cái bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng nữa, nếu như các bạn đọc. Đấy, Tây Tiến người đi không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Các bạn sẽ thấy rằng là những cái con người ấy họ không được đào tạo một cách bài bản. Họ ra đi không được đào tạo một cách bài bản, và họ ra đi mang nặng cái lời thề thôi, chứ còn làm sao ạ? Họ đâu có được đào tạo để trở thành những người lính, đúng không ạ? Họ thậm chí có rất nhiều những cái nghề nghiệp khác nhau. Thậm chí có những người chỉ là những cái cô gái mới lớn, có những người là những cái anh chàng công tử bột, đúng không? Thế nhưng mà bởi vì đất nước cần họ, bởi vì trách nhiệm của tuổi trẻ, họ phải gắn mình với đất nước như thế nào. Thế cho nên làm sao chúng ta sẽ thấy rằng là những cái người thanh niên đó, những cái người thanh niên nổi bật của Hà Nội, họ đã ra đi mang theo lời thề với một đất nước, mang theo lời thề của tuổi trẻ. Và có rất nhiều người chúng ta có thể liên hệ, đúng không ạ? Họ đã hy sinh nơi chiến trường, và cho tới bây giờ cái tuổi trẻ của họ mãi mãi nằm lại với Trường Sơn. Có những người thậm chí bây giờ còn chưa được quay trở về với đất mẹ. Thế nhưng không sao cả, bởi vì họ ra đi không tiếc đời mình. Nhưng tuổi 20 thì làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc, trong bài khúc 7 của nhà thơ Thanh Thảo, mà các bạn hoàn toàn có thể liên hệ, đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể liên hệ khi mà chúng ta phân tích về những cái kiểu nhân vật thanh niên như thế này. Quay trở lại với một cái tâm hồn mơ mộng của cô thiếu nữ, đúng không? Nhớ về gia đình và những ngày tháng còn ở Hà Nội, thì chúng ta sẽ thấy rằng Phương Định làm sao? Phương Định nhớ về những căn nhà nhỏ. Nhớ về những căn nhà nhỏ. Nhớ về những căn nhà nhỏ bên quảng trường thành phố. Nhớ về những căn nhà nhỏ bên quảng trường thành phố. Nhớ về những căn nhà nhỏ bên quảng trường thành phố. Hay là gì ạ? Hay là những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội. Những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội. Đó. Những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội.
Đặc biệt đó là các bạn ơi, khi các bạn phân tích về cái tâm hồn mơ mộng hay là phân tích về những cái hình ảnh biểu tượng cho cái cô thiếu nữ Phương Định, thì các bạn đừng quên một cái hình ảnh nó mang cái tính chất biểu tượng của toàn tác phẩm, đó là những ngôi sao. Đúng không ạ? Đó là những cái ngôi sao. Những ngôi sao được xuất hiện rất nhiều ở trong tác phẩm này. Những ngôi sao gì ạ? Trên bầu trời Trường Sơn. Những ngôi sao băng mà Phương Định rất ưa thích. Đúng không ạ? Mà Phương Định rất là thích ngắm nhìn bên cạnh những cơn mưa. Và những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội. Những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội. Những cái ngôi sao trên bầu trời Hà Nội. Vậy thì theo các em ạ, chị hỏi một chút, các bạn comment giúp chị nhé. Theo các bạn thì hình ảnh ngôi sao có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tâm hồn mơ mộng của cô gái Phương Định mà nhà văn Lê Minh Khuê đã lặp đi lặp lại rất nhiều cái hình ảnh ngôi sao này. Nhà văn Lê Minh Khuê đã lặp đi lặp lại rất nhiều cái hình ảnh ngôi sao. Vậy thì theo các em, ngôi sao có ý nghĩa biểu tượng gì trong tác phẩm này? Đặc biệt, nó có giá trị gì khi mà diễn tả cái tâm hồn mơ mộng của người thiếu nữ nào? Theo các bạn ạ, comment giúp chị nhé. Theo các bạn, thì ngôi sao có những biểu tượng gì? Mà tại sao ngay từ nhan đề tác phẩm tác giả cũng để là gì? Những ngôi sao xa xôi. Đúng không nào? Ngay từ nhan đề tác giả đã để là gì ạ? Những ngôi sao xa xôi. Vậy thì những ngôi sao nó có cái tác dụng biểu hiện gì ở đây? Đó. Các bạn thử comment giúp chị nào, những bạn đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay. Có vẻ như là chúng ta đang chuẩn bị đi học rồi. Đúng không ạ? Có vẻ như là hôm qua cũng có nhiều bạn tâm sự với chị là chị ơi đến giờ em phải đi học rồi, đúng không? Đó. Thế nhưng mà chị sẽ livestream thêm một chút nữa thôi. Đấy. Và sẽ đúng đến giờ chúng ta đi học, chúng ta yên tâm là như thế nhá. Và những cái buổi tiếp theo nữa thì chị sẽ cố gắng đưa tới cho các bạn những cái nội dung tiếp theo để chúng ta có thể theo dõi này. Chúng ta có thể, nếu như các bạn muốn chị livestream thêm về những nội dung gì nữa thì các bạn cứ mạnh dạn comment ở đây. Chúng ta sẽ thấy rằng là đối với cái hình ảnh ngôi sao trong cái tác phẩm này, nó có một cái ý nghĩa biểu tượng rất lớn, đúng không ạ? Ngôi sao nó là biểu tượng cho những cô gái thanh niên xung phong. Mà đặc biệt đó là Phương Định. Nổi bật là Phương Định. Nổi bật là Phương Định, đúng không ạ? Với những vẻ đẹp lấp lánh, nổi bật là Phương Định. Cái thứ hai nữa đó là sao nó là một cái hình tài ảnh biểu tượng lãng mạn. Một cái hình ảnh biểu tượng lãng mạn. Một cái hình ảnh biểu tượng của sự lãng mạn, của sự mơ mộng và hồn nhiên. Mơ mộng, hồn nhiên. Và cuối cùng, ngôi sao nó còn là gì ạ? Ngôi sao nó còn là biểu tượng cho những ước mơ, cho những khát vọng. Cho những ước mơ, cho những khát vọng của tuổi trẻ được gửi gắm qua hình ảnh những ngôi sao. Đúng không ạ? Các bạn có thể thấy rằng là đây là ý nghĩa biểu tượng của những ngôi sao. Và đó cũng là việc mà nhà văn Lê Minh Khuê đã lựa chọn ngôi sao trở thành một cái trung tâm biểu hiện chính. Khi mà bà đã đặt cả nhan đề cũng như là xuyên suốt cái tác phẩm này có rất nhiều những cái hình ảnh biểu tượng nói về ngôi sao.
đúng không ạ? Đó có thể là những cô gái thanh niên xung phong, nổi bật là Phương Định, hay những cái hình ảnh biểu tượng rất lãng mạn, rất mơ mộng, rất hồn nhiên. Đấy, rất mơ mộng, rất hồn nhiên, hay thậm chí là những cái ước mơ, những cái khát vọng của tuổi trẻ mà những cô gái đã gửi gắm qua hình ảnh ngôi sao đó. Chúng ta có thể thấy rằng những ngôi sao nó đại diện cho những ước mơ của họ. Họ ước mơ điều gì ạ? Họ ước mơ về một cái ngày độc lập. Ước mơ về ngày độc lập. Ước mơ về sự hòa bình. Đúng không nào? Ước mơ về ngày độc lập này. Ước mơ về sự hòa bình. Và đặc biệt, họ ước mơ một ngày sẽ được quay trở về. Quay trở về với cuộc sống thường nhật. Quay trở về với cuộc sống thường nhật. Quay trở về với những cái nhịp sống đời thường. Đúng không? Quay trở về với cuộc sống bình yên. Quay trở về đúng với lứa tuổi. Không phải trở thành những vị anh hùng nữa. Máu không phải rơi nữa. Mồ hôi không phải đổ trên chiến trường nữa. Mà họ có thể làm sao ạ? Mà họ có thể sống với ước mơ, sống với hy vọng. Sống với ước mơ, sống với những hy vọng, đúng không? Sống với những lãng mạn của cuộc sống, đúng không ạ? Đó, đó chính là những cái phần mà chúng ta sẽ thấy rằng là người ta đã nói rất nhiều về cái tâm hồn lãng mạn của Phương Định nói riêng, cũng như là những cô gái thanh niên xung phong nói chung trong cái tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi ở đây. Các bạn đã để ý chưa nào? Chúng ta sẽ, chị sẽ để cho các bạn 1-2 phút nữa để các bạn xem lại cái phần mà chị vừa đưa ra. Đó là gì ạ? Những cái dẫn chứng thứ hai trong việc là cô ấy rất thích ngắm mưa, rất thích ngắm sao. Và đặc biệt là cô ấy luôn nhớ về gia đình, nhớ về cái cuộc sống ở Hà Nội của mình. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn có thể ghi chép hoặc là chụp lại màn hình giúp cho chị nhé. Chưa nào? Đó, rồi. Được chưa ạ? Các bạn có thể thấy rằng là những cái ước mơ, những cái khát vọng hay những cái tâm hồn lãng mạn nó đã trở thành một cái điểm rất là đặc trưng của cái thế hệ thanh niên này khi mà họ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn. Bởi vì bên cạnh cái việc khắc họa phẩm chất anh hùng của họ thì những nhà văn thời điểm này họ rất chú trọng vào khắc họa phẩm chất, đó là gì ạ? Có một tâm hồn lãng mạn. Bởi vì chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng là gì? Cái thế hệ tuổi trẻ này họ khác với những cái thế hệ mà chỉ ra đi bởi vì chỉ ra đi khi mà được đào tạo bài bản để trở thành những chú bộ đội. Những chú bộ đội như vậy họ cũng có ước mơ, họ cũng có những sự lãng mạn. Thế nhưng lãng mạn của tuổi trẻ là cái thứ lãng mạn mà không phải là ở độ tuổi nào chúng ta cũng có, đúng không ạ? Lãng mạn của tuổi trẻ là cái thứ lãng mạn mà nó rất là đặc trưng, mà nó mang những cái biểu tượng chiến đấu anh hùng của con người. Không chỉ trong chiến đấu mà trong cuộc sống đời thường họ cũng có những sự lãng mạn. Họ yêu cuộc sống của mình lắm, đúng không? Họ biết làm đỏm, họ biết làm điệu, họ biết làm dáng. Họ biết được rằng là mình đẹp, họ biết được rằng là mình xinh, đúng không ạ? Họ biết được rằng là những cái ước mơ của mình rất đáng trân trọng trong cuộc sống đời thường. Đó cũng là một cái tôi, đó cũng là một cái trách nhiệm cao cả của con người. Của con người, đặc biệt là người trẻ trên cái tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chính cái tâm hồn mơ mộng của họ, đúng không nào, đã trở thành một cái biểu tượng, một cái biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam mà chúng ta có thể liên hệ với chính chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Đúng không? Biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam mà chúng ta có thể liên hệ
với bản thân mình. Và đặc biệt khi các bạn phân tích về phương định nhá, thì các bạn hãy liên hệ với bản thân, hãy liên hệ với những tác phẩm khác giúp cho chị. Bởi vì đây, điều này nó mới thể hiện rõ cái giá trị, đúng không ạ? Nó mới thể hiện rõ cái giá trị của tác phẩm này khi mà nó có một cái sự liên hệ với cuộc sống như thế nào, có một cái sự liên hệ với một cái độ tuổi độc giả ra làm sao. Thì các bạn hãy liên hệ cái phần này giúp cho chị các bạn nhá. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các em khi mà các em đã tham gia vào chiến dịch dậy sớm ngày tiếp theo của Học Văn Chị Hiên. Và hy vọng rằng là các bạn đã có thể thấy rõ được những cái nội dung ngày hôm nay mà chúng ta đã phân tích với nhau, đúng không ạ? Đặc biệt khi mà chị đã đi phân tích cũng như là hướng dẫn cho các bạn một cái nhân vật cực kỳ là điển hình của văn xuôi lớp 9, đó chính là nhân vật Phương Định. Chúng ta sẽ còn rất nhiều những nhân vật khác, ví dụ như là ông Sáu, bé Thu, anh thanh niên, ông Hai, Thao Nho, hay thậm chí là Vũ Nương của văn học trung đại. Nếu như các bạn muốn được phân tích kỹ hơn, các bạn muốn ôn lại kiến thức nền, đúng không ạ? Thì các bạn có thể tham khảo khóa học chạy văn lớp 9. Đây là một cái khóa học mà các chị đã ghim ở dưới phần comment cho chúng mình. Đấy. Trong khóa học này thì các bạn không chỉ được học những cái kiến thức nền mà như chị đã nói này, mà chúng mình còn được luyện đề, chúng mình còn được học những phương pháp và những kỹ năng nữa. Thế cho nên các bạn hãy mạnh dạn đăng ký. Hiện tại ở Học Văn Chị Hiên, khóa học này đã gần khai giảng rồi, đúng không ạ? Và đây sẽ là một trong những cái khóa học cuối cùng mà chúng ta tham gia, bắt đầu để có thể chuẩn bị một cách tốt nhất, cấp tốc nhất cho cái khóa học vào 10 của chúng mình, cho cái kỳ thi vào 10 cực kỳ quan trọng của chúng ta. Thế cho nên là những bạn nào mà chúng mình còn đang chần chừ, đúng không ạ? Thì hãy đăng ký ngay đi. Hãy nhắn tin về ngay cho các chị hoặc là điền đường link đăng ký dưới comment. Nếu như các bạn có nhu cầu nào về ấn phẩm, về khóa học hay thì hãy nhắn tin về cho các chị để nhận được những sự tư vấn miễn phí đến từ Học Văn Chị Hiên nhé. Rất vui khi được đồng hành với các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo của chiến dịch dậy sớm đến từ Học Văn Chị Hiên. Và chúc cho chúng mình một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng, đúng không ạ? Và chúng mình sẽ còn gặp lại nhau trong những buổi livestream tiếp theo nữa. Cho nên là xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.